Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú, trường tiểu học D Vĩnh Thạnh Trung. Chào mừng các em đến với tiết học môn giáo dục thể chất khối 4. Hôm nay, thầy và trò chúng ta cùng tìm hiểu bài Đi điều vòng trái, đứng lại, trò chơi, kéo cưa lừa xẻ và bịt mắt bắt dơi. Giáo viên thực hiện Dương Văn Vũ. Mục tiêu và yêu cầu của bài này là: Mục tiêu, củng cố và nâng cao kỹ thuật đi điều, đứng lại, học kỹ thuật đi điều vòng trái, trò chơi, kéo cưa lừa xẻ và bịt mắt bắt dơi. Yêu cầu, bước đầu thực hiện được kỹ thuật đi điều, đứng lại, đúng khẩu lệnh, học sinh nhận biết đúng hướng vòng, làm quen kỹ thuật động tác đi điều vòng trái, biết cách chơi, tham gia đúng lực, hào hứng và nhiệt tình khi chơi. Sau đây, chúng ta chuyển sang phần khởi động theo trình tự sau. Khớp cổ, kết hợp xoay cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, xoay hông, xoay khớp gối hai chân chậm, xoay khớp gối hai chân dang rộng, gập duỗi. Mời các em xem clip minh họa. Chúng ta chuyển sang phần thứ nhất, ôm đi đều đứng lại. Đi đều, tư thế cơ bản, đứng nghiêm, khẩu lệnh, đi đều, bước, động tác, sao động lệnh bước, nhịp 1, bước chân trái ra với độ dài vừa phải, nhịp 2, bước chân phải ra cũng với độ dài vừa phải. Động tác như vậy thực hiện, lặp đi lặp lại một cách nhịp nhàng, đồng đều. Ở đây chúng ta lưu ý, khi đi đều, tay đánh tự nhiên, chân và tay ngược với nhau, chân trái thì tay phải và ngược lại,
chân phải thì tay trái. Đứng lại, khẩu lệnh. Đứng lại, đứng. Dự lệnh và động lệnh đều rơi vào chân phải, tức nhịp 2. Sau đó bước chân trái về trước một bước và thu chân phải lên cùng chân trái, tư thế đứng nghiêm. Tiếp theo, mời các em xem clip minh họa. Thầy và các em cùng tìm hiểu phần thứ kế tiếp. Đi đều vòng trái, đứng lại. Đi đều vòng trái, khẩu lệnh. Vòng bên trái, bước. Động lệnh bước, bao giờ cũng rơi vào chân phía bên sẽ vòng, tức chân trái. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Các em đang đi đều, khi nghe hô khẩu lệnh, vòng bên trái, bước, các em sẽ quay sang bên tay trái, mà vẫn kết hợp với động tác đi đều và đếm nhịp 2, 1, 2. Sau đó đếm nhịp đi đều lại bình thường. Đứng lại, khẩu lệnh. Đứng lại, đứng. Dự lệnh và động lệnh đều rơi vào chân phải, tức nhịp 2. Sau đó bước chân trái về trước một bước và thu chân phải lên cùng chân trái, tư thế đứng nghiêm. Sau đây các em xem clip đi đều vòng trái, đứng lại. Góc nhìn chính diện và góc nhìn ngang. Nghiêm. Đi đều bước. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, vòng bên trái. Bước. 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đứng lại. Đứng. Đi đều. Một, hai, một, hai, một, hai. Một, vòng bên trái. Bước, hai, một, hai. Một, hai, một, hai, một, hai. Đứng lại, đứng. Để nắm rõ hơn, mời các em xem lại đoạn quay chậm. Thầy và các em chuyển sang phần trò chơi. Trò chơi thứ nhất, kéo cưa lừa xẻ. Mục đích, rèn luyện khả năng tập trung chú ý, khéo léo. Yêu cầu, chơi đúng luật, hào hứng và nhiệt tình. Về chuẩn bị, các em tập hợp thành 2 hoặc 4 hàng dọc, quay mặt vào nhau từng đôi một, từng đôi đứng chân trước, chân sau, xen kẽ nhau và chân hơi co. Chúng ta có thể ngồi chơi từng đôi một, hai bàn chân đạp vào nhau và hai tay nắm nhau. Cách chơi, khi có hiệu lệnh, từng đôi nắm tay nhau vừa hát vừa đẩy nhau, giống như cưa khúc gỗ ở giữa. Mỗi lần hát một từ thì kéo hoặc đẩy nhau cho đến khi hết bài hát. Kéo cưa lừa xẻ, ông thợ nào khỏe thì ăn cơm vua, ông thợ nào thua về bú tí mẹ. Mời các em xem clip minh họa. Cô Nhi xin chào các bạn, bên nước xin chào các bạn. Hôm nay cô Nhi sẽ giới thiệu cho các bạn một trò chơi nữa. Trò chơi có tên là kéo cưa lừa xẻ. Bây giờ cô Nhi sẽ giới thiệu cách chơi cho các bạn biết nha. Trò chơi này cần có hai người ngồi đối diện nhau và tay nắm chặt nhau. Đây là cánh tay như chút nè các bạn.
mình vừa đọc bài đồng giao vừa đại ý qua đại ý lại nha. Đó. Rồi bây giờ các bạn xin cô Nhi và cô Trúc cùng chơi nha. Kéo cưa lừa xẻ ông họ nào vẽ về ăn cơm vua ông họ nào thua về bú tí về. Ta chuyển sang trò chơi thứ hai, bịt mắt bắt dơi. Mục đích: rèn luyện khả năng định hướng, tập trung chú ý, khéo léo và nhanh nhẹn. Yêu cầu: chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình. Về chuẩn bị: các em tập hợp thành vòng tròn, đứng quay mặt vào tâm, em nọ cách em kia tối thiểu 0,4 mét. Chọn một em đóng vai người đi tìm và một em đóng vai dơi bị lạc. Bịt mắt hai em này lại, đứng cách nhau 1,5 đến 2 mét. Về cách chơi: khi có hiệu lệnh hoặc còi, hai em di chuyển trong vòng tròn, em đóng vai dơi thỉnh thoảng kêu pe pe pe, em còn lại di chuyển tìm cách bắt. Trò chơi diễn ra cho đến 2 đến 3 phút. Nếu em tìm dơi không bắt được và đổi ngược lại, chúng ta có thể đổi vai hoặc đổi đôi khác. Các em ngồi thành vòng tròn reo hò hoặc mách bảo cho thêm sinh động. Chú ý, ở trò chơi này có thể tổ chức 2, 3 hoặc 4 em vây dơi và người đi tìm. Khi chơi, em trong vây dơi có thể di chuyển hoặc chạy khi người tìm va chạm và chỉ dừng lại khi bị bắt được. Chúng ta xem clip minh họa. Chú ý, ở trò chơi bịt mắt bắt dơi, chúng ta nên dùng khăn màu sẫm bịt mắt và giữ vệ sinh, không được dùng khăn quàng đỏ để bịt mắt. Nhá, thì mình cứ bỏ tay nhau ra, con nhớ chưa?
Kế tiếp, thầy và các em cùng thả lỏng thăm qua clip minh họa. Rồi, chúng ta xong phần thả lỏng. Tiết học hôm nay, chúng ta ôm đi điều, đứng lại, học đi điều vòng trái, đứng lại, trò chơi, kéo cưa lừa xẻ và bịt mắt bắt dơi. Các em cần chú ý một số nội dung sau. Đi điều, chú ý khẩu lệnh và nhịp chân. Đứng lại, dự lệnh và động lệnh đều rơi vào chân phải. Và nội dung đi điều vòng trái, đứng lại, chú ý khẩu lệnh, cách vòng và nhịp hô. Trò chơi kéo cưa lừa xẻ và bịt mắt bắt dơi chúng ta có thể tổ chức chơi tại nhà. Cuối cùng, ở nhà cần luyện thêm các nội dung trên để tăng cường sức khỏe. Buổi học đến đây kết thúc. Thầy chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em buổi học sau.